Cháu bảo bác này, bây giờ ấy, cháu mà cho bác tiền, bác cầm tiền đi mua kẹo, cu Bin đợi lâu, chắc chắn là cu Bin sẽ giận. Bây giờ bác cầm kẹo này về cho cu Bin, là cu Bin thích lắm đấy ạ. Ừ nhở, bà xin nhá. Bin thích ăn kẹo, Bin thích ăn kẹo. Mày này, mày này, chạy đi ở kia này. Bin ơi, Bin ơi, mẹ mang kẹo về cho Bin này, Bin ăn đi. Tôi bảo bà lấy tiền cơ mà, bà lấy cái kẹo này làm gì? Thì mẹ bảo với họ là mẹ lấy tiền, nhưng họ bảo là bây giờ cho mẹ tiền rồi đi mua kẹo ấy. Bin đợi lâu, Bin giận. Mẹ sợ Bin giận nhưng mẹ lấy kẹo về cho Bin, Bin ăn đi, Bin đừng giận mẹ nhá. Mẹ, con bảo này, bà cứ chạy ra cái ngã tư kia, xong bà xem cái ô tô to nhất ở đấy, mẹ cứ ôm bánh cho con, xong họ cho cái gì mẹ không lấy nhá, mẹ cứ lấy tiền cho con. Lại ra ôm bánh xe à? Vâng. Thì Bin không thích ăn kẹo à? Có, Bin có thích ăn kẹo, nhưng mà cái kẹo này đáng bao nhiêu?